Hôm qua có một cô lên cổ nói, không biết bữa nay cổ còn ở đây không, thì chắc là cái lòng thành kính của cổ và mong đợi về tỉnh thất nó quá lâu, cho nên khi chúng tôi vừa bước ra một cái là toàn thân cổ lạnh mát rượi hết. Ok, không biết áo mình nó có bị ướt không mà sao trong thân nó mát rượi vậy nè ta. Và trong lòng của nó hân hoan, cái thân này nó không còn chướng ngại mà cô nói cổ quỳ mấy ngày cũng được, cổ quỳ chánh điện này, cổ nói cổ quỳ mấy ngày cũng được. Thì Văn Nhàn nói thì do cái lòng thành kính của cô cao độ quá nó cảm nên như thế, chứ không phải Văn Nhàn xuất hiện mà cô được như thế. Nói cái không, lúc mà thầy chưa ra con không có gì hết trơn á, thì kêu do cái cảnh nó duyên nó đủ, khi cô thấy cô khởi lòng thành kính quá cho nên trong người cô nó như vậy, chứ Văn Nhàn làm gì mà có khả năng như thế. Không, thực sự sự thật là vậy, cho nên Ấn Tổ nói hai cái chữ là do tấm lòng thành kính mà nó cảm nên như thế. Thì bây giờ cô đi lên cô gặp thầy trên thất, cô đâu có cảm giác đó nữa đâu, phải không? Cô kêu nó hết rồi, kêu đó Văn Nhàn đâu có gì đâu, do trong chánh điện cái lòng thành của quá lớn đi cho nên nó cảm nên được cái sự việc đó, là do cái lòng thành của cô quá cung kính, quá chờ đợi. Và cô nghe pháp của Văn Nhàn được, cô chuyển hóa cả gia đình. Cô nói lúc trước con là công giáo mà ông chồng cũng lụ đạn, ông trời thần đất lỡ, mà bữa nay ông chuyển được rồi, coi như gia đình con an vui rồi. Nhưng con về đây rồi rồi là thôi con quý kính vô cùng. Thì ở trong chánh điện này không biết sao mà có người con nó mát rượi hết trơn. Nhưng mà con lên cốc con nhìn Văn Nhàn thì đâu có gì đâu, vì chứng tỏ Văn Nhàn không có gì cả, là người phàm phu bình thường thôi, nhưng mà cái lòng thành kính quá lớn nó cảm nên như thế, trong người nó mát rượi, nó sung sướng giống như là mình đang ở một cảnh giới nào. Và quỳ như vậy không biết mỏi mệt, quỳ bao nhiêu tiếng đồng hồ cũng không ăn thua. Đó là những người người ta được cái tâm thành kính mà nó có cảm nên như thế. Thì chúng ta cũng không mong những cái điều như vậy, mà mình chỉ có nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa ấy là bậc nhất. Không có mong cầu một cái gì hết, chỉ mong cầu nhiếp trọn được sáu căn. Đó là lời dạy của Ấn Tổ. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi nghĩ những người mà người ta được xem truyền hình trực tiếp, người ta có cái duyên để cộng tu với Pháp hội, và mỗi buổi sáng họ nghe chúng tôi như vậy nè, thì khi mà đủ nhân duyên họ trở về lại tỉnh thất Quan Âm, thì cái từ trường này giúp cho họ có những cái pháp hỷ an vui vô tận. Vậy cho nên chúng tôi mong rằng những người mà gặp được cái chương trình truyền hình trực tiếp qua trang web Vô Lượng Thọ trên YouTube hoặc Facebook, những người ta đang ngồi coi xong người ta share ra, người ta rải ra. Ví dụ một người mà được 5-7 ngàn người bạn, họ để lên Facebook cái 5-7 ngàn người bạn bắt đầu vô, nó nhân 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 cấp số lên vài chục ngàn người cấp kỳ. Thì mong rằng quý vị phổ biến để cho họ vào để họ nghe. Thì nếu mà mình nghe một vị lâu ngày thì mình cảm được cái âm thanh, cái giọng nói, cũng như Thượng Tọa Chí Thót cũng tụng kinh, có nhiều người nghe người ta mê mẩn. Mê mẩn không những cái giọng nhưng mà cái âm thanh đó nó có cái chất ở trong đó, nó làm con người đó và cái lời kinh tiếng kệ làm cho con người đó người ta bội phục, sung sướng, an vui. Thì cũng như những ca sĩ mà những đứa mà nó hát hay như là Đan Trường hoặc là một số những ca sĩ giỏi, thì có những người người ta nghe một thời gian người ta mê cái giọng ông đó. Đó là tạo thành cái nghiệp rồi, cái nghiệp thích nghe ca nhạc, phim trường rồi. Bữa đó ông hát dở đi nữa, ông khàn tiếng được một hát không ra gì cũng kêu hay ghê, cái gì mê rồi mà. Nó tạo thành nghiệp à. Thì cũng vậy, mình đọc vô văn sao lâu ngày nó tạo thành nghiệp. Nghiệp là mình đọc chỗ nào mình thấy lời tổ nói nó cũng có cái giá trị giáo dục nhân văn nó cao, và bắt đầu từ từ nó chuyển nghiệp của mình lần lần, rồi mình quý kính ngài. Buổi sáng mới lần đầu mình đảnh lễ, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chư Vị Tổ Sư Liên Tông Tịnh Độ, Tổ Sư Thượng Ấn Hạ Quang Đại Sư, thì mình đọc vô mình thấy bình thường thôi. Nhưng mà mình nghe đọc vô văn sao, nghe người nói đến văn sao một thời gian, mình đảnh lễ đến ngày tự nhiên lông tóc nó dựng đứng à. Lâu ngày nước mắt nó lơi rệ nữa.
Thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói là khi mà đọc đến kinh văn mà nước mắt rơi lệ thì người này không phải người phàm. Nhưng mà không có để cho nó rơi, ngày nào cũng rơi hết như vậy thì không tốt. Cái tâm bi cảm này xuất hiện hoài thì ma bi cảm sẽ nhập vào, lâu ngày khó chữa. Thì vậy hôm nay mình cảm xúc từ tấm lòng chân thật cung kính, thỉnh thoảng nó có như thế là mình biết cái căn lành mình bắt đầu nó có tăng trưởng rồi. Âm thầm như vậy, thấy đó chưa lại là đủ, tiếp tục tu nữa. Hôm nay những người đang ngồi ở trong một cái pháp hội như vậy, nó có một cái sự gia trì của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Long Thần Hộ Pháp, nhất là chư Tăng lo lắng kỹ càng ghế cho mình ngồi đỡ mỗi chân. Chứ thực sự mà quý vị ngồi dưới đất một tiếng đồng hồ, có nhiều người ngồi không nổi, cái chân trở qua trở lại như bánh tráng, lúc nào cũng nghĩ cái đau với mông ông nói cho xong rồi để đứng dậy cho đau chân quá. Hay cái đó là một chút xíu tâm lý đó, mà nếu không giải quyết được là không nghe pháp trọn vẹn được. Nên sau khi mình tu là mình phải đổi cái địa hình, cái mô hình ra là dọn hết, chịu khó tốn khoảng 15-20 phút dọn ghế vô. Họ ngồi thoải mái, nếu mà có điều kiện tốt là mua ghế massage đồ, nhưng mà sợ massage nằm nó rung rung cái ngủ rồi chết. Nên là hưởng thụ Phật Pháp là cũng hưởng thụ trong một cái giới hạn ha. Ghế này ngồi được không ạ? Chúng đó là được. Nên chúng tôi mua cái ghế nó cũng vừa vừa cho nó không có cao quá. Cái bộ đòn ghế mà cao quá ngồi trong chánh điện nó bất kính, nó không có đủ lòng tôn kính. Nếu quý vị biết một cái pháp hội vậy là chuẩn bị kỹ càng lắm. Thì bây giờ có một số người tội nghiệp là họ cứ nhắn tin kêu uổng quá, sao thầy không giảng sớm đi. Khoảng 4 giờ thì tu đến 5 giờ thầy giảng liền, đến 6 giờ thì lo, con lo cơm nước con đi làm cho thầy giảng gì, mà 6 giờ mấy đến 7 giờ con đi làm mất rồi. Giảng nhàn nói là phải tu cho Phật tử an vui trong định, tu cũng 2 tiếng rồi mới giảng nó mới vô chứ đâu tự nhiên theo ý cô là có vài người như vậy là cả đại chúng theo cô đâu có được. Phải sáng suốt mình để mình sắp xếp chứ không phải nghe theo họ. Dầu cho họ cúng bạc tỷ, trăm tỷ mà họ nói mình làm vậy cũng không làm. Không thể chiều theo người ta được, mà mình phải làm đúng thời khóa, như lý như pháp. Đại chúng tu 2 tiếng là vừa, không có gì ha. Xong rồi cái là mình nghe pháp. Giờ họ không có theo mình được mà để mình chuyển theo họ, họ phải chuyển theo mình. Còn không chiều nghe lại cái đĩa này. Có nhiều người người ta nghe buổi sáng xong chiều người ta nghe lại, người ta kêu nghe lại nó khác. Mà lúc mình nghe đó là mình đang ở trong định. Nhưng mà nhiều lúc cái căn lành mình niệm Phật nó không vô định, niệm cả trầy cả trật, sau phiền não nó mong hết giờ. Nhưng mà ngồi nghe xong mà nó mong qua hết giờ nó nhanh thế. Thì cái sức định mình nghe pháp nó sâu hơn niệm Phật. Cho nên Hòa Thượng nói cái đạo tràng đó muốn thành tựu là phải có giảng trong đó. Giảng đúng với cái pháp môn mình đang tu thì cái đạo tràng nó mới thịnh được. Này, và cái người tu đó nó mới có cái tiến triển nhanh. Thì hôm nay chúng tôi nói sơ qua những cái điều mà trong lòng mà chân thật muốn chia sẻ cùng quý vị. Hồi nãy chúng tôi dùng cái danh từ gọi là mạc nhân. Nhớ lại một vị thầy hồi trước rất là giỏi, lên trên bục giảng là xưng mạc nhân. Mạc đây tức là người rất là bình thường, thấp kém, luôn luôn thấy mình là người đi sau lưng người khác, thấp kém, nhỏ bé. Ấn Tổ dùng cái danh từ là tôi là vô đạo vô đức luôn. Kinh khủng. Tôi không có đạo đức gì hết trơn á. Tôi chỉ biết niệm Phật thôi à. Đừng có nói tôi là đạo cao đức trọng gì hết. Nhất là lúc tôi mất đừng có viết phúng điếu tôi là Bồ Tát Tái Lai. Nói như vậy là đắp đấm phân lên đầu tôi á. Cứ bình thường lên niệm Phật. Nên ra nghe lại cái lời của Tổ, từ từ cái bắt đầu mình hành theo rồi mình thấy nó an ở trong đó. Thì hôm nay chúng tôi nói đến cái những cái điều cung kính khi đọc sách. Hôm bữa nói đến cái điều cung kính thứ tư, bây giờ nói đến điều cung kính thứ năm. Chắc là trong này nhiều người đọc qua rồi không có hiểu sâu cái lời dạy của Ấn Tổ trong này. Nhưng riêng chúng tôi lục lại 10 điều cung kính này tuốt ở phía sau, cuốn Tam Biên, cuốn 3, cuốn 4, lục ở phía sau.
rồi đem lên để phía trước, để cho người ta trước khi đọc sách phải đọc những cái điều cung kính này thì nó mới có hiệu quả. Vì từ cuốn thứ nhất mà chúng tôi đọc lá thư thứ nhất mãi cho đến cái gặp 10 điều cung kính thì bắt đầu chúng tôi áp dụng vô rồi bắt đầu mới thấy nó có hiệu quả tốt. Chứ còn lúc trước đọc thì nó cũng không có làm đúng theo 10 điều cung kính này, cho nên thấy nó chưa có cái gì mà mình thấy khởi sắc ở trong cái bộ văn sao. Nhưng mà coi lại 10 điều cung kính, nghiền ngẫm, rồi bắt đầu đọc tới đọc lui rất rất nhiều lần, để lên trước những cái cuốn sách nhỏ nhỏ này là đều có hết, bộ văn sao có hết. Nhưng mà có nhiều người, người ta sơ sài, người ta đọc sơ qua rồi người ta không chú ý, người ta không hành theo, cho nên đọc sách giống như là đọc tiểu thuyết, nó không có hiệu quả tốt. Khi mình làm đúng những cái gì mà Ngài dạy rồi, mình làm ít thôi mà hiệu quả. Đọc có 50 lá thư thôi mà bằng tấm lòng cung kính, mặc áo tràng trang nghiêm, ngồi lên là mình nhắm mắt, nghĩ lại những cái tâm kiêu cuồng ngã mạn của mình, sám hối hết, mong làm sao tổ gia hộ cho con, để con cảm được cái lời của Ngài, con nhớ để con hành, cung kính Ngài tột bực. Tự nhiên mình đọc vô, mình thấy có cái sự nhiếp thọ. Thì mà quý vị nghe như vậy, nhưng mà quý vị làm được nó phải có thời gian Nhưng mà nói giá chót đi nữa là 6 tháng là giá chót. Mà muốn mà để cho mà mình đọc đến văn sao mà mình quý kính, chúng tôi nói quý vị phải 3 năm. Vì ngày là 30 năm ngày đọc bộ Đại Tạng Kinh, Kinh Luật Luận, rồi bắt đầu ngày mới viết ra cái bộ văn sao này mà. Ngày nói rõ là quan tôi không phải đón mò tự dựng lên đâu, nghĩa lý này là từ trong Kinh Phật hết đấy. Vậy cho nên quý vị xem vô mà quý vị thấy bình thường thì đó là một cái thiếu sót của quý vị và cái kém may mắn của quý vị. Thì chúng tôi thấy thực sự là những người mà ở đây là có một cái nhân duyên với Ấn Tổ lớn vô cùng. Chứ đôi khi người ta ở nhà, người ta nghe cũng không có phải giữ lòng thành kính, để một cái phòng trang nghiêm, thanh tịnh, mặc áo tràng, ngồi trên ghế coi như là cung kính để nghe. Người ta nghe nó hời hợt thì không có hữu ích như ở trong này. Hôm qua có cái chú đó, chú Thanh, chú nói cái đạo tràng hôm nay cái từ trường là tốt, ở nhà không bằng ở đây đâu. Và tự ông nói lên vậy thôi. Còn quý vị có cảm được thì mình tự biết nó khác như thế nào, là tự mỗi người cảm nhận. Giống như là một cái trận mưa, nếu cây nhỏ thì hút ít, mà cây lớn thì hút nhiều. Ở trong Kinh Pháp Hoa nói, nếu mà tấm lòng thành kính của người đó cao độ nhiều chừng nào thì họ cảm được cái lời chúng tôi cũng như lời kinh, tiếng niệm Phật. Giống như cây lớn đó là căn lành họ lớn, cho nên cái lòng thành kính họ cao độ, họ hưởng được cái công đức. Thì khi mà có công đức như vậy, tội bắt đầu nó tiêu, trí bắt đầu nó rạng lên, trí tuệ bắt đầu nó sáng suốt ra, quyết đoán công việc gì đó là nó thành tựu ngay. Thì chúng tôi nói cái điều cung kính đọc sách thứ năm. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. Quý vị ngồi nghe Giác Nhàn nói như vậy, trong lòng mình hoan hỷ, thực sự mình hoan hỷ mình mới ngồi nghe được. Chứ nếu mà ngồi nó buồn ngủ nè, hoặc là mình nôn nóng nè, mau cho hết nè, hoặc tâm mình nó đang bắn loạn lo công việc gì đó, thì mình không có cảm được cái pháp hỷ đâu. Mà quý vị tu xong rồi, cái tâm mình nó đang an ở trong đó, nó đang yên ổn ở trong đó, cái mình nghe pháp cái lòng mình hoan hỷ lên. Thì ở trong này mới nói là khi mình đọc mà mình khởi lên được lòng hoan hỷ, bởi vì mình thấy điều đó nó quá hay, nó quá đúng, thì khi mình hoan hỷ lên như vậy, đó là pháp hỷ. Mà buổi sáng quý vị chỉ có nghe được tiếng thôi, mà trong lòng quý vị hân hoan, nó bắt nhịp theo đó, rồi bắt đầu quý vị về đọc văn sao, trong lòng hoan hỷ tiếp. Thì từ từ suốt ngày mình thấy trong lòng nó hoan hỷ, thì những cái điều phiền não, những cái bất trắc từ con cái, từ vợ con, từ gia đình, làm ăn thất thoát vân vân, chuyện gì nó đến với mình thì do cái lòng hoan hỷ này nó đánh bạc đi hết. Cái chất liệu hoan hỷ trong người mình nó quá lớn,
Chứ khi mình thấy những cái điều đó nó đến với mình nó nhẹ như lông hồng, tới rồi tự nhiên nó đi. Còn cái tâm mình nó không có hoan hỷ thì cái chuyện đó thay vì nó đến không đáng ra gì hết, nó làm cho lớn lao ra. Bây giờ do mình không có trí tuệ để mình xử lý, không có một cái pháp hỷ trong con người, cho nên cái chuyện phiền não nhỏ nó thành phiền não lớn. Hình như quý vị có điều này phải không ạ? Cái lúc ở nhà mình đó, con cái nó nói một câu không có đáng ra gì hết, buồn mấy ngày không ăn, đóng cửa nằm khóc hu hu, rồi ngủ không được nữa chứ. Vô duyên thiệt tình. Thiệt, mình coi lại coi, thì trong lòng đó không có hoan hỷ, cho nghe cái thứ gì nó cũng không hoan hỷ hết trơn à. Nhưng cái bà già lắc đầu hồi trước, bà nói trời ơi, thôi con cái lúc mà bệnh lắc đầu con bực bội, con bán hàng mà ai hỏi con là hàng này có bán bao nhiêu tiền, con cứ lắc đầu miết thì người ta bỏ đi, con bực muốn chết. Do cái đầu nó lắc cho nó phải con muốn lắc đầu. Con cái mà nó chưa gửi tiền là thôi con chửi xối xả luôn. Ra ngoài chợ là nhìn thịt muốn ăn thúng á, thúng ăn nghĩ ăn cũng hết luôn á. Nhưng khi niệm Phật rồi nó hết lắc đầu trong người, nó khỏe ra rồi, nhìn thịt gớm ớn không muốn ăn. Con nó gửi tiền lên cũng được, không gửi cũng không sao. Hai cái tâm trạng này khác hẳn. Cũng từ câu niệm Phật nó chuyển lòng. Cho Ấn Tổ mới nói là niệm Phật mới tiêu được túc nghiệp là như thế. Niệm Phật phương đăng tiêu túc nghiệp. Bà này là quá kiệt thành, nó mới chuyển được cái phàm tâm. Thì khi mà quý vị đọc sách mà trong lòng quý vị hoan hỷ là cái điều này nó quý báu vô cùng. Đọc đến chỗ nào là thấy hoan hỷ đến chỗ đó. Đọc đến trang nào là hoan hỷ đến trang đó. Cho nên bà Lưu Tú Vân suốt ngày bà nghe Pháp 8 tiếng, 10 tiếng, bà tụng kinh, bà sống trong Pháp hỷ. Một đĩa đó bà nghe hoài, bây giờ bà qua cái đoạn đó rồi bà thấy uổng quá. Mà càng nghe thấy càng thâm sâu và thường giảng kinh Vô Lượng Thọ. Vì vậy cho nên hôm nay mà quý vị ngồi đây mà trong lòng mình hoan hỷ, trang nghiêm, cung kính, lắng nghe, thiệt là một cái căn lành nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp gọi là cơ hội nó đến với mình, dịp may khó có. Vì vậy hôm nay mình nghe đến cái vấn đề tổ dạy, khi gặp một cái đoạn đó hay là chép liền. Trước giảng nhàn cộng mô cũng tập đó, tặng cho quý vị. Bây giờ có các cụ không biết chữ, mắt kém thì bây giờ sao? Mở văn sao ra nghe, hoặc sáng mình nghe, hoặc mình nhờ người khác đọc cho mình nghe. Những người thỉnh văn sao về nhưng mà không có đọc được, để con cháu mình đọc. Mình làm quen, ngày nào mình cũng đọc đi. Từ từ cái bắt đầu văn sao nó thấm vô trong người mình, rồi bắt đầu mình thấy mình thích thú, hoan hỷ. Thấy cái đoạn đó hay là chép ra liền. Như cái đoạn chúng tôi thấy ngài viết cái đoạn này nó hay. Đem cái thông minh tri kiến của mình vứt ra ngoài biển Đông Đại Hải. Vì thông minh sẽ bị thông minh hại. Những câu này giá trị cao lắm. Một số người học Phật Pháp không à, họ lấy cái kiến thức, họ lấy cái tri thức, họ lấy cái thông minh đó họ đi khoe khoang, rồi bất kính những người khác, cho nên tổn đức tổn phước đi. Thì cái này là thông minh bị thông minh hại. Còn khi người ta học rồi, tự nhiên người ta thấy nghiệp chướng người ta sâu dày, phước báu cạn mỏng, người ta lo ăn chay, khuyên người ăn chay, phóng sanh khuyên người phóng sanh, rồi người ta niệm Phật khuyên người niệm Phật. Thì cái này là người ta không phải là thông minh nữa, mà cái người này là người ta có trí tuệ rồi. Nó khác hẳn nha quý vị nha. Thì như vậy hôm nay ngài nói rằng là mình phải thấy đoạn nào hay là phải chép ra. Chúng tôi chép ra một cuốn tập tương đối cũng khá nhiều, mà không biết có duyên sao đọc qua đọc lại 2-3 lần là thuộc. Cũng như ngài nói là tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tâm này là chúng sanh, tâm này làm chúng sanh. Tâm này tạo nghiệp thì tâm này phải chuyển nghiệp. Nếu tâm này không chuyển được nghiệp thì nghiệp sẽ trói buộc lại tâm. Cái câu này hay. Nếu tâm này là Phật thì tâm này phải làm Phật. Nhưng mà tâm này làm Phật không được. Tâm này là Phật rồi nhưng mà nó làm chúng sanh. Vì do tâm này là chúng sanh, nghĩa là bây giờ mình đang sống trong cái cõi trần này, đang sống với chúng sanh, mình chưa có sống được với tâm Phật, cho nên mình làm chúng sanh. Làm chúng sanh thì phiền lắm. Tham sân si ngã mạn tật đố cống cao,
khoác lác khô phô trương đủ trò, lường gạt dối trá. Có cái lợi chút đỉnh một chút trước mắt, nhưng mà cái hại vô tận về sau. Đó là làm chúng sanh đó. Nhưng mà bản chất tâm này là Phật, nhưng chưa khai thác được cái tâm này là để làm Phật. Mà đã làm Phật rồi là phải gì? Phải đầy đủ tam minh, thiên nhãn minh, tha tâm minh, túc mạng minh, tứ trí, đại viên cảnh trí, thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí. Sống với bốn cái trí này, ngũ nhãn lục thông, đó, đó là làm Phật đó. Nhưng mà ở cõi này làm không có được, thì mình dùng cái pháp môn niệm Phật để mình làm Phật. Mà khi mà mình làm Phật ở cõi này á, nó thối chuyển vô cùng. Vừa niệm Phật được, tu được chút xíu, cái rồi bắt đầu nó thối chuyển rồi. Bệnh hoạn cái là thối chuyển rồi. Mới đầu chân nhức chân chút xíu là nó không muốn lên tu rồi. Vậy là cõi này là cõi thối chuyển. Cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói là thôi, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nó bất thối chuyển, nó không còn thối chuyển nữa. Thì mình lên trên đó để mình sống với Phật, sống với hàng Bồ Tát, sống với thượng thiện nhân, để mình làm Phật nó an toàn, nó không còn thối chuyển nữa. Thì đó cái lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng ta vâng lời chân thật phải làm theo thì chúng ta có hữu ích. Còn ở dưới này là hoàn toàn tâm này là chúng sanh thì tâm này làm chúng sanh. Vì tâm này là chúng sanh cho nên nó phải vào trong cái thai bào 9 tháng 10 ngày. Mà 9 tháng 10 ngày nó không chịu ra nữa mới chết chứ. Các cô chắc là bữa nay ngày thứ 7 phải không ta? Thì chiều hôm nay cô lên là sáng ngày mai là cô mang thai cái đứa nhỏ này 4 năm à. Hôm bữa đáng lẽ gặp ở Vĩnh Nghiêm mà sao cuối cùng bận bịu quá. Mà cổ chân thành thiệt tình. Mà nó từ khi con mang đứa bé này rồi là nó bắt con phải ăn chay, nó bắt con phải đi chùa. Rồi gia đình con không chấp nhận cái chuyện mà mang thai 4 năm khổ đau vô cùng. Mà lên tỉnh Thất Quan Âm là tự nhiên nó mừng, nó đạp mà không có đau. Thì dẫn dàng hẹn là sáng Chủ Nhật là có mặt ở trên này để xem thử đứa nhỏ ra sao, không biết cái vị này là như thế nào đây. Hồi trước là ngày La Hầu La cũng ở trong bụng của Gia Du Đà La, chúng tôi lục lại sử liệu không biết mấy năm, tìm hoài chưa thấy, cũng mấy năm. Thì cái vị này không biết ra sao mà, không biết ra sao mà lại ở trong bụng của cô này 4 năm à. À, nghe lên tỉnh Thất Quan Âm thì thích thú, hoan hỷ, gặp thầy Nhàn nghe trong đó hoan hỷ. Thì chắc cũng là nhân duyên huynh đệ rồi, sao mà ở trong đó lâu dữ không biết. Hôm bữa cổ gọi điện cô nói chuyện kiểu đó, khi nói chuyện với thầy nó đạp, mà đạp không có đâu. Mình thấy nhiều cái tâm linh nó cũng lạ kỳ, con người này nó nghiệp chướng nó đa dạng thiệt tình. Nhưng nếu mà Phật thị hiện như ngài Tất Đạt Đa là vô họ do không hữu của hoàng hậu Ma Gia, cái là 9 tháng 10 ngày ra cái làm Phật. Mỗi người có mỗi cái hạnh nguyện, mỗi cái duyên, nhân duyên nghiệp báo như thế nào mình không hiểu nổi. Cho nên cái nhân quả nó đa dạng, nó chi phối con người kinh khủng. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói rằng là cái tâm này là chúng sanh, vì nghiệp nó dắt mình vào trong bụng 9 tháng 10 ngày, nó là chúng sanh đấy. À, khi nó vào ở trong đó thì sao? Nó cũng từ nơi cái tâm ái nhiễm, cha mẹ mình vẫn đang ái nhiễm, ân ái với nhau. Nó bắt được cái tần số đó, cái nó vào. Mà may thay vào đó được, chứ mà vào bụng lừa, bụng ngựa là chết rồi đó. Cũng còn chút phước báo nhân duyên, sao giữ năm giới, làm được trung thiện, làm được điều thiện, sao mà đi vào cái loài người. Bây giờ mình đang ở trong con người, mình đang ngồi đây, cũng là một cái phước báo nhân duyên lạ kỳ. Nhưng mà mình xác định nó là con người, nó là tâm, tâm này là tâm chúng sanh, cho nên nó chui vào trong cái thai bào của phàm phu. Còn nếu tâm này là tâm thánh thì nó phải vào trong thai bào của những người mang tâm thánh. Còn nếu tâm này là Phật thì tâm này nó phải hóa sanh trong hoa sen. Mà muốn tâm này là Phật thì người này phải niệm Phật, dứt khoát như vậy.
Mà niệm Phật ở đây nhân vật Đức Phật A Di Đà không phải là nhân vật hư cấu tự Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bịa đặt, mà có nhân vật thực sự ở bên cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà Ấn Tổ nhấn mạnh là phải làm con người tốt thì niệm Phật nó mới vãng sanh, gọi là thiện nhân thì nó mới vãng sanh, chứ mà ác nhân là chịu thua. Mà muốn thiện nhân là Ngài nhắc đi nhắc lại là phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện thì mới trở thành thiện nhân. Cái đó là cái quy tắc không thể thiếu được, nền tảng không thể bỏ qua được. Vậy cho nên mình thấy rằng cái lời dạy của Ấn Tổ nó phù hợp với con người trong cái thời mạt pháp này. Lý do gì niệm Phật không vãng sanh là nó từ cái chỗ mất cái lòng thành, luôn luôn giữ lòng tà mà niệm Phật không có hiệu quả. Khi quý vị ngồi, quý vị nghe như vậy rồi quý vị hiểu, nhưng mà làm chưa được đâu. Cái lòng tà nó vẫn còn khởi lên ở trong đó, bởi vì cái sức nghiệp nó mạnh quá. Nhiều đời nhiều kiếp đến hôm nay nó mạnh quá. Bây giờ mình nghe, mình nhận diện được rồi, nhưng mà mình chưa đủ sức mình chuyển, thì mình cần phải có một cái đạo tràng. Thế vì mình tu có một tiếng là nó ngáp lên ngáp xuống, nó không muốn tu nữa, nó viện cớ đau chân đau bụng, nó tùm lum tùm la hết trơn, nghĩa là nghiệp nó đang phá. Nhưng mà vô đạo tràng này cái là chỗ đó tự nhiên cái ý niệm nó đâu mất tiêu à. Như có cái chú chồng của cô Đào á, cô nói lúc trước con quỳ lên là thôi, con niệm Quan Âm 15 phút là thôi chảy nước mắt đau đớn vô cùng, hôm nay con quỳ con niệm suốt luôn không sao, bắt đầu chuyển nghiệp rồi đó. Nhưng mà đâu phải nghe cái là chuyển đâu, mất thời gian cũng khá lâu nó mới chuyển được. Cho nên Ấn Tổ nói là tâm này phải chuyển được nghiệp. Lúc trước cái nghiệp mình thấy nó không ổn rồi đó, thích hút thuốc rồi nè, thích uống bia rồi nó thích là thích đủ thứ. Thì bữa nay là mình bắt đầu cho nó ổn định trở lại tâm lý bằng cách mình công phu tu tập. Mà công phu mình cũng không có làm được thì bây giờ mình đọc sách đi, bắt đầu dùng sách để nhiếp tâm, sau đó bắt đầu dùng tâm chuyển nghiệp. Thấy trong sách Ấn Tổ dạy sao, bắt đầu mình tin tưởng mình làm như vậy, cái từ từ bắt đầu con người mình nó thay đổi ra, nó khác, bắt đầu nó chuyển tâm phàm từ từ. Riêng với pháp môn Tịnh Độ không đòi hỏi quý vị phải chuyển sạch, gọi là nghiệp sạch tình không, không cần như vậy, mà chỉ cần phục được nó thôi. Ấn Tổ cũng nói điều này, phục được tức là mình đè phục được nó, giống như là cái miếng vải nó phủ lên cỏ, nó còn cái gốc mà nó mọc không được, nó không mọc được. Cũng như là tham sân si nó còn, nhưng mà câu niệm Phật nó có lực, nó đã phục được rồi. Nó chỉ khởi trong ý niệm là nó chớm là nó mất, chứ nó không có thể để lâu trong tâm niệm và khởi ra lời nói và khởi ra hành động. Cho nên mình gọi là phục được nó. Thì con người này phục được là mình thấy được 70%. Cho nên người này lúc lâm chung người ta cũng sẽ phục được nó. Nên là hiện tại phục được rồi thì lúc ngủ mơ mình cũng phục được luôn. Mà khi lúc ngủ mơ mà mình phục được trong giấc mơ thì lúc lâm chung mình phục được nó, hàng phục được nó. Còn hiện tại này còn sống không phục được nó, không hàng phục được nó, thì trong giấc mơ cũng không hàng phục. Mà cái lúc lâm chung nó không chủ động được như giấc mơ vậy đó, nó cũng như giấc mơ không chủ động được, tự nó có cái gì trong đó nó phát ra cái đó. Mà nếu niệm Phật yếu á, không đủ lực á, thì cái chủng tử nó lôi kéo mình đi, mình không đủ sức hàng phục nó, do công phu kém, tín nguyện kém. Thì mình nghe rõ cái pháp môn như vậy rồi mình an tâm, mình hoan hỷ, mình tu nó không có phải mất thời gian nhiều và nó khổ công, phải ngày đêm vô trong rừng để mà gài một công án niệm Phật là ai, trước khi cha mẹ ta sanh ra mặt mũi ta là gì, không cần phải làm đó nữa. Ấn Tổ nói công án đó là tự lực, không ăn thua đối với nghiệp lực đâu, mà phải cần Phật lực kìa, pháp lực kìa, mà tâm lực của mình để lên câu Phật hiệu kìa, lâu ngày chày tháng cứ như thế, miệng niệm tai nghe tâm nhớ tưởng, chân thành cung kính, thì không có cái nghiệp gì mà không phục được nó. Chỉ có mình chịu làm hay không thôi. Mà trong này mà nhờ đại chúng nữa thì thôi rồi, yên tâm. Đại chúng làm sao mình làm vậy, ngoan ngoãn chân thành cung kính. Cứ như vậy đều 1 năm, 2 năm, 3 năm, hết cuộc đời này là chắc chắn là bảo đảm. Đức Phật A Di Đà phóng ngọc hào quang, nhiếp thọ, thân tâm của mình an vui, mát mẻ như vào thiền định. Rồi Phật cùng thánh chúng như Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát cầm đài vàng xuống, Đức Quan Âm cầm cam lồ rưới nơi đầu, thân bằng quyến thuộc của mình ở Tây Phương Cực Lạc,
cùng với Đức Phật A Di Đà, gọi là Phật cùng thánh chúng, tay cầm đài vàng tiếp dẫn mình về một cái đất nước an bình, niềm vui nó an vui cùng cực, không có phải khổ cực như ở đây nữa. Và khi mình nghĩ được điều này, mình thích thú và mình nói lại cho người ta nghe, người ta thích thú, thì cái phước này, cái công đức, cái pháp thí này nó hơn cúng dường bảy báu, lấy sa cừ, mã não, san hô, lưu ly, hổ phách, mình đem đi cúng dường cho hằng hà sa thánh, không có bằng mình nói cho họ nghe một câu kệ, một lời pháp, họ phát tâm dõng mãnh, họ cầu chánh giác, là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dầu cho cúng dường hằng sa thánh không bằng kiên dẫm cầu chánh giác. Đức Phật vẫn để cái này lên hàng đầu, gọi là pháp thí thắng mỗi thí. Nên chúng tôi phải làm sao để nhờ quý thầy quý chú, càng ngày là càng cái công nghệ thông tin điện ảnh quay cho người ta nhìn vô, người ta thích, người ta hoan hỷ trong cái đĩa đó. Cũng như cái buổi giảng mà hôm nay quý vị mà có cái duyên một ngày nghe lại 2-3 lần, cái tâm mình nó thay đổi. Cho nên bà Lưu Tố Vân, bà nghe một lần 8 tiếng, một ngày bà nghe 8 tiếng tụng kinh niệm Phật. Hòa Thượng nói bà này 10 năm bà đắc niệm Phật tâm muội à. Bà muốn giảng sanh lúc nào bà giảng sanh, bà lên pháp tòa là thôi thao thao bất tuyệt. Bà nói trong định không, mà bà nói những cái gì của bà tu mà không có dính cái ngã trong đó. Nó hay ngay chỗ này. Vậy cho nên chúng tôi nhắc lại cái điều thứ 5 đó là mình có một cuốn tập. Mà đừng có để mình đọc qua rồi mình lật lại tìm không thấy nha. Ngồi vậy đó, đi tìm mất thời gian mà đôi khi không thấy. Nhưng mà mình vừa đọc mà mình vừa viết ra nó chậm, nó không có nhiều được lá thư. Nhưng mà chắc, chậm mà chắc nghĩa là đọc được đến chỗ nào là mình thích thú. Bởi vì cái trí của mình mà đọc hết 10 lá thư mình nhớ hết là không nhớ nổi rồi đó. Nhưng mà ngài biết cái bọn phàm phu chúng ta là như thế. Cho nên thành ra ngài kêu phải viết ra. Rồi mình đọc tới, đọc lui, đọc tới, đọc lui, cái mình thuộc lòng trong đó. Cho nên ra ngài nói cái câu là chỉ cần đọc kỹ những gì trong văn sao thì tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ. Hành theo những gì trong văn sao thì mình là người trong liên trì hải hội. Cái câu này chúng tôi nhớ thuộc lòng á. Cho mình gặp khúc mắc ở ngoài cuộc đời không gỡ được, mà có một số kinh nói cho đối tượng khác, như kinh A Di Đà nói cho ngài Xá Lợi Phất, và đôi khi mình đọc vào nó không có đúng ngay cái nghiệp mình nó đang bị trói buộc. Bây giờ họ đòi hỏi mình phải có tính tâm, mình hành trì lâu ngày chài tháng, cái bắt đầu nó mới tiêu cái nghiệp đó đi. Nhưng mà mình không đủ cái niềm tin và cái người để khích lệ mình làm như thế. Nhưng mà sao mình đọc vào trong văn sao mình thấy cái nghiệp nó y chang. Trời sao mà mang bệnh quá trời vậy này, bệnh tới bệnh lui, uống thuốc gì cũng không hết. Hay kêu do ông ăn nằm, mà ông ăn nằm với vợ ông nhiều quá cho nên bị á. Còn đó ông nghe ông sản hồn. Phải ông ta? Ngài nói đúng như thế. Do ông không biết bảo thân tiết dục, ông uống thuốc gì, thuốc tiên linh đơn ông cũng chết sớm. Bây giờ ông hai người hai phòng đi, hoặc đi cách xa đi. Nghe lời. Ôi đi cách xa thời gian cái khỏe mạnh hồng hào. Cái mình hết bệnh rồi, mình khỏe rồi, cái về ăn nằm với vợ cái chết là chết luôn. Không nhận người ngài, có ngài mà dám nói cái vụ này. Hôm nay sao chúng tôi bị mạnh miệng mà nói cái vụ này, đụng chạm ghê gớm. Do cái tâm phàm nó không có tiết dục, nó không giữ được, mà không có cái điều kiện để mình giữ nữa. Thay vì mình lên Tịnh Thất Quan Âm xa cách đi. Cho nên ấn tỏ ngài nói cái gì là nó chính xác, nó không có chạy đâu hết trơn à. Hằng ngày đi làm vất vả khổ cực, tốn công sức, ăn là ăn độc uống độc, thế mà tối về phí sức ăn nằm. Ấn tổ nó không chết sớm là may. Nhưng mà khi nói cái điều này rồi cái tự nhiên có nhiều người nghe, người ta tỉnh ra. Người ta tỉnh ra là hai vợ chồng bằng lòng cung kính coi như khách, tiết dục tối đa. Mà cái người mà tiết dục được cái tinh lực này, lúc mất mà tu tập tốt, nó trở thành xá lợi, nó kết tinh thành xá lợi.
quý giá vô cùng, con người mình nó là chủ lực trong đó. Cho nên cả một cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục 266 cái lá thư nó chuyên về cái chuyện mà gọi là chết sớm mà do không biết tiết dục. Mà người phụ nữ khi không còn sanh đẻ mà không biết tiết dục nữa thì cái nguy cơ của người này lúc mất không được làm người đâu. Vì tâm họ tham dục quá cho nên lúc mất họ phải làm loài xe xẻ, loài cái, loài mái, heo nái. Người nói trong này đọc đó là sợ liền. Mấy cô nào không sợ gọi là gan cùng mình nhất xiển đề rồi. Hôm nay quý vị nghe chúng tôi nói nó có cái lực, quý vị thấy nó hơi ấn ớn không? Trên cái bộ văn sao này giá trị, cực kỳ giá trị. Đọc vô rồi giảng ra nói nó đúng ngay chốc. Bao nhiêu con người ở dưới Sài Gòn nói thầy nói sao mà con bây giờ cũng về cũng thấy nó y chang vậy. Giờ nó nghe lời nữa thầy. Thì kêu do cô, hỏi do sao do con. Kêu cô không có biết lời thánh hiền, cô dạy nó, cô đi kiếm tiền. Hai vợ chồng cứ đi kiếm tiền hết trơn. Ở nhà nó muốn làm gì nó làm, nó ra học đường. Có cái trường nào mà dạy cho nó đạo đức đâu. Hỏi bây giờ sao tự nó khôn, nó ngoan được. Nó có hiếu thảo với cha mẹ được. Do mình hết à. Không phải do nó đánh chửi la gì đi nữa rồi. Nó sợ một chút là cũng thế thôi. Tâm phàm nó vẫn là tâm phàm. Cho nên nó nguy cơ vô cùng. May thay sao mấy thầy mấy chú về đây rồi bắt đầu có văn sao nhốt trong này luyện từ từ chứ không thôi thả ra cũng chết. Cái điện thoại nó giết con người ghê gớm. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói là dầu cho động ngàn sông đừng động lòng tu sĩ. Đừng làm động lòng tu sĩ. Không có chuyện là đừng có gọi điện cho các thầy. Cái điện thoại là chỉ có hai người tha hồ mà nhắn tin, tha hồ mà nói. Lâu ngày là nó có chuyện trong này. Phương tiện này nó quá là để giúp cho người ta tạo điều thiện thì thôi, nó quá chừng thiện. Nếu mình niệm Phật, nếu mà người ta gọi đến mình có A Di Đà Phật, người ta nói gì cũng A Di Đà Phật trong điện thoại là không có gì xảy ra. Nhưng mà A Di Đà Phật đổi đâu có, không có làm được. Đấy. Vậy cho nên nó từng chút như vậy ấn tổ. Có một vị hòa thượng đến Linh Nham giảng thì ngài khoét cái lỗ, ngài nhìn ra, ngài nghe, đưa lỗ tai ra ngài nghe. Ngài không có ra. Ra sợ đông có Phật tử hỏi này hỏi nọ rồi. Rồi ngài đáp, ngài nói đi rồi cái rồi bắt đầu người ta đồn đãi lên rồi đến mời đi giảng chỗ này giảng chỗ nọ, ngài mất thời gian công phu. Ngài khoét cái lỗ ngài nhìn ra chơi à. Đọc vào trong đó tự nhiên mình thấy ngài mà thấy phục. Mình thấy vậy rồi thôi, mình không có khoét cái lỗ thôi, về khu chuyên tu đóng cửa cũng được. Giận sao? Chứ giận sao? Cái càng nhốt mình kính chút, càng ngốt nhốt mình kính là càng hay. Hay là cái chỗ là nó đỡ lộ cái tâm phàm ra chứ không có gì hết trơn. Như tiếp xúc hoài nó lộ cái tâm phàm ra, người ta bắt kính, người ta xem thường. Vậy cho nên thành ra là cứ càng ở trong đó kính, có thời gian công phu đọc sách, miệt mài, dùi mài trên kinh sử, trong đèn đọc sách. Vậy cho nên thành ra cái bộ văn sao này chúng tôi nói, có nhiều người người ta coi vẫn chưa ấp phê đâu. Không phải là mì mì lê kết ăn liền đâu. Cơm cũng phải nấu lên cho nó chín, mà gạo lứt ăn ngon là phải nấu lâu tiếng hơn gạo thường đấy. Nghĩa là mình muốn cho nó thâm nhập phải có thời gian. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mười năm. Chúng tôi nói gì nói là bộ văn sao này là suốt đời rồi đấy. Thì cái bộ văn sao này cái ơn lớn. Lá thư tịnh độ là cứu được ông cụ rồi đó. Sư tỷ mà là chuyển 73 tuổi đến thành 82 tuổi ông cụ mới đi. Rồi mình cũng bỏ lơ qua. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục 2013 suốt mỗi buổi chiều làm ở khu chuyên tu vất vả cực khổ vẫn lên giảng. Nhưng mà thời điểm đó nó cũng chưa có đạt tiêu chuẩn. Rồi bỏ lơ. Giờ đến bộ văn sao này là phải nhốt mình rồi đó. Đúng lúc đúng thời điểm rồi. Mỗi buổi sáng công phu nói một tiếng thôi. Mỗi ngày nói. Nó khoảng 3 năm như vậy đó. Tức khoảng 3 năm rồi khi đủ nhân viên ấn tổ Đại Thế Chí Bồ Tát cầm đài vàng đến thôi tuyệt. Ông có công ông giới thiệu văn sao của tôi. Thôi ông về leo đài vàng ông về. Cái này mình không phải là
mơ tưởng quá đáng, nhưng mà cái đó là những cái tâm tốt mình khởi niệm để mình cung kính Ngài, để có cái sức gia trì của Ngài. Mình nói làm sao mà người ta nghe văn sao để người ta đọc, người ta tu. Mình nãy giờ chúng tôi nói cái điều thứ năm là khi quý vị viết ra, quý vị đọc thấy đoạn nào hay quý vị viết là chúng tôi có làm. Thực sự chúng tôi có làm. Cái cuốn tập đó bữa nay không có mang đi. Mà khi mình viết ra rồi mình thấy hay, lâu lâu mình lấy mình đọc lại, mình thấy những cái đoạn này nó tuyệt. Sau cuối cùng nhìn thấy là Ấn Quang Pháp Sư văn sao Tinh Hoa Lục, lấy tất cả những cái tinh hoa trong ba bộ văn sao, 990 cái lá thư, trời, đọc vô Tinh Hoa Lục nữa thôi, quá tuyệt, người ta lọc sẵn ra cho mình rồi. Cuốn này bắt đầu đang chuẩn bị in nè. Nhưng mà sợ đọc cái cuốn này rồi thấy những cái điều hay quá, thích quá, rồi giờ đọc lại văn sao, thấy Ngài nói trả lời thư người khác, tự nhiên nó không hứng thú nữa. Cái này nó có cái trở ngại. Nhưng mà đọc hết những cái gì, những cái lá thư, rồi đọc lại những cái này thấy nó hay. Rồi đọc văn sao cũng thấy hay, mà đọc Tinh Hoa Lục cũng thấy hay, hoan hỷ vô cùng. Mà cái bộ sách này nó có giá trị là Ngài nói để mình hành, chứ không phải nói để mình hiểu rồi mình bỏ đó. Bởi vì những cái lời này là Ngài có hành mà có ấn chứng trong đó rồi. Mà quý vị nên nhớ nha, khi mà mình theo một vị tổ, mình phổ biến xiển dương cái sách của tổ, nó không có dính cái ngã mình trong đó là thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là mình yên tâm khi người khác người ta đọc vào, và cái sức ảnh hưởng và cái công đức của Ngài nó có cái sự nhiếp thọ và phổ biến quần chúng, cái lợi lạc vô cùng hơn là mình tự phát ra. Hôm nay tôi tu tịnh độ, tôi tu thiền, tôi tu mật, tu gì đó, rồi mình tự phát theo cái khả năng, cái ấn chứng, cái điều gì đó mình viết sách ra. Dĩ nhiên cái đó cũng hay, nhưng mà mình lấy lời của tổ mình nói, thay vì mình có những cái gì mình đạt được, mình nói tôi chưa được gì hết trơn, cái đó của tổ á, mất đi cái ngã, dễ truyền bá nữa, mà an tâm, tin tưởng vào đó là an tâm, không có ai nói mình gì được hết cả. Này, thành ra hôm nay chúng tôi mỗi ngày gọi là chia sẻ cái bộ sách văn sao, tuy rằng chúng tôi nói lòng vòng vậy đó, nhưng mà nó nằm ở trong đó, điều mục đích quy về để cho quý vị bắt đầu đọc văn sao. Thì khi mình đọc như vậy nó nhiếp tâm trong sách, lâu ngày bắt đầu tâm này nó chuyển nghiệp á. Thì giờ đây cũng một tiếng đồng hồ rồi, hồi nãy là 6:16, bây giờ 7:17, chúng tôi làm sao khoảng 7:30 là xong, để cho toàn thể quý vị nghe đến giờ phút này mình về nấu cơm ở tại nhà trọ hoặc cả nhà mình là không kịp rồi. Thì thôi quý thầy nấu cơm sẵn, hình như bữa nay mấy thầy nấu cơm ngon, bởi vì thấy văn sao nó gia vị trong đó mà. Rồi niệm Phật nãy giờ, cả hồi sáng giờ đây là âm thanh này nó gia vị trong thức ăn. Gặp cái tâm hoan hỷ nữa là thôi, ăn vô thôi, trong người mình nó mát mẻ, dễ chịu, có sức khỏe. Còn nếu mà mình ăn gà hầm vịt tiềm mà thôi, trong lòng nó thôi, khổ đau buồn phiền, réo rắc, bực bội, thành chất độc mất. Bây giờ mình đang tuôn thời nó hoan hỷ mát mẻ rồi, nghe thời thuyết pháp nữa, trong lòng nó mở ra, nó hoan hỷ, xuống dùng cơm chay nữa thì thôi, nhức trái đất, không có còn gì để có thể bàn cãi nữa hết, đúng không? Sung sướng thiệt, công nhận, nghĩ kỹ lại thấy Phật tử ở đây sung sướng. Ở đâu quý vị tìm ra được cái khí hậu này ta? Về Sài Gòn rồi mới thấy phải không ạ? Thôi hôm bữa chúng tôi giảng nó ướt như con chuột lột, từ trên đầu xuống dưới chân nó ướt, không còn chỗ nào mà không ướt. Về cái tự nhiên nó mát mẻ, con người mình nó dễ chịu thoải mái đó liền. Tại vì năm 94 thì chúng tôi có mặt ở đây tính là 24 năm. Vậy cho nên thành ra nó quen với cái phong thổ khí hậu ở đây rồi. Về là nó mát, mà chúng tôi nói cái quý vị cái gì mà để tủ lạnh là nó lâu hư à. Thịt rau để tủ là để bên ngoài là nó héo, nó sình, nó hư. Con người ở xứ lạnh này nó lâu chết. Mát mẻ trong người nó lâu chết, nó lâu sình, nó lâu ương không? Đó. Thôi hôm nay mỗi buổi sáng mà gương mặt mà nó tươi như vậy là nó lâu xếp ly, nghĩa là nó căng, thấy không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Cười mà hoan hỷ chứ không phải. Cười mà coi như gán gượng như khỉ ăn ớt vậy thôi. Mặt nó nhăn thêm đó ạ. Nhìn thấy ai cũng tươi cười, gương mặt long nanh, nhìn đẹp.
Mới đó một người ăn vui là cả bầy ăn vui, cả nhóm ăn vui, gọi là cái gì đó. Nhất nhân tắc phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Một người làm phước, muôn người ở xung quanh nó được hưởng. Một cây ra hoa thì cái hương thơm nó lan tỏa ngàn cây vậy. Mà mình phải giàu ở trong đó rồi mình mới hưởng được, chứ mình không có vô đó mình không hưởng được. Bây giờ những người người ta cũng đang online khắp nơi, cũng biết người ta cười ra sao, chút nữa cái rồi đi làm ăn buôn bán nó như thế nào. Nhưng mà mấy người ở đây là thấy khỏe rồi, không ăn cơm rồi xong đọc sách rồi tu rồi đi vòng vòng như cực lạc, không mát mẻ hoan hỷ. Nhưng mà nhiều người không hưởng được cái chuyện đó, vẫn nhớ những cái chuyện phiền não khổ đau buồn rầu gì đó, nó dày xé tâm can mình, tự mình làm khổ mình, như là sắc sanh xét, mình xét lại ăn sắc, tự tâm sanh ra phiền não, rồi phiền não nó giết mình. Sao tự tâm mình không sanh ra câu A Di Đà Phật để cái pháp khỉ nó ở trong đó. Nghe thì có lý mà làm thì cũng kỳ công lắm ấy, không phải đơn giản với nó. Phàm phu coi như là nghiệp chướng đê mê nhiều đời rồi mà đâu phải tu cái nó thành liền đâu, phải không ạ? Sáng thấy tội nghiệp lạy lục rồi thấy tội nghiệp, nhưng mà phải vậy đó nó mới tiêu tội được. Vì chúng ta đứng dậy hồi hướng.